Chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Phạm. Em chuyên tư vấn về các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu, cũng như là giúp người Việt Nam mình mua nhà trên 50 tiểu bang của Mỹ tiết kiệm chi phí nhất và an toàn tối đa cho nhà đầu tư. Nếu quý anh chị quan tâm tới cái chương trình thì có thể là liên hệ với em theo số điện thoại là 0908 693 563 để được tư vấn chi tiết. Thì hôm nay em xin trình bày với quý anh chị đó là 5 cách để chuyển đổi visa E2 sang thẻ xanh. Thì như quý anh chị đã biết thì cái con đường mà ngắn nhất để đến Mỹ đó chính là mua quốc tịch một cái nước có hiệp ước với Mỹ, hiện nay là Grenada. Sau đó thì chúng ta sẽ xin visa đến Mỹ. Thì khi đến Mỹ rồi thì tại vì visa E2 là chỉ là visa doanh nhân, chúng ta không có quyền gọi là để cấp thẻ xanh ở Mỹ. Thì muốn sang thẻ xanh ở Mỹ thì chúng ta phải làm thì 5 cách sau. Cách thứ nhất là bổ sung vốn để chuyển đổi đầu tư thành EB-5. Thì nhà đầu tư đến Mỹ cùng với gia đình để kinh doanh bằng visa E2 cần đầu tư vốn nhất định vào doanh nghiệp tại Mỹ. Hiện tại luật ban hành không quy định về hạn mức đầu tư tối thiểu như EB-5, nhưng luật sư thường kiến nghị vốn đầu tư từ 200.000 đô trở lên vào một doanh nghiệp và có thể tạo ra từ 2 công ăn việc làm trong thời gian 5 năm và được xem là một hồ sơ đầu tư có giá trị xem xét bởi chính phủ Mỹ. Nếu tài chính không là một hạn chế với nhà đầu tư có thể đồng thời tham gia chương trình đầu tư EB-5 trong lúc tiếp tục điều hành doanh nghiệp E2 của mình tại Mỹ. Hiện tại thì chương trình EB-5 yêu cầu hạn mức đầu tư tối thiểu là 900.000 đô la đến 1,8 triệu đô la và tạo ra 10 công ăn việc làm trực tiếp cho cái công dân Mỹ. Vốn đầu tư buộc phải có nguồn gốc rõ ràng với đầy đủ giấy tờ chứng minh hợp pháp. Vốn đầu tư bổ sung không được phép lấy trực tiếp từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp E2 mà buộc phải đóng thuế đầy đủ và hợp pháp hóa trước khi được xem là nguồn vốn đầu tư bổ sung hợp pháp. Thứ hai là đầu tư vào một dự án thuộc trung tâm vùng. Thì thay vì đầu tư 900.000 đô la và đến 1,8 triệu đô la vào một doanh nghiệp E2 hay một doanh nghiệp độc lập khác, nhà đầu tư có thể đầu tư 900.000 đô đến 1 triệu đô vào một dự án thuộc trung tâm vùng trong khi tiếp tục vận hành cái doanh nghiệp E2 của mình. Với hình thức này, nhà đầu tư có thể dễ dàng đạt được 10 việc làm yêu cầu thông qua số việc làm gián tiếp cộng thêm bên cạnh số việc làm trực tiếp tại doanh nghiệp như hình thức đầu tư trực tiếp ở trên. Tuy nhiên, hình thức này sẽ giữ khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong hơn 5 năm cho đến khi được hoàn trả lại cho nhà đầu tư. Các điều kiện về yêu cầu minh bạch nguồn vốn cũng được áp dụng tương tự như đầu tư EB-5 trực tiếp. Cách thứ ba là có doanh nghiệp khác tuyển dụng. Thì một cá nhân có thể tìm một doanh nghiệp để bảo lãnh cho bản thân hoặc cả vợ chồng để có thẻ xanh. Trong một vài trường hợp, nếu một cá nhân được tuyển dụng đúng vị trí với đầy đủ giấy tờ chứng minh khả năng đặc biệt của mình thì cá nhân đó có thể xin miễn trừ một giấy là National Interest Waiver từ Cục Chứng nhận Lao động BRIM. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian và đơn giản hóa quá trình chuyển đổi thẻ xanh. Hoặc doanh nghiệp cũng có thể thực hiện một chiến dịch tuyển dụng đủ quy mô để chứng minh không một ứng viên bản địa Mỹ nào có thể đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của công ty. Nhưng có một lưu ý rằng doanh nghiệp tuyển dụng không thể là doanh nghiệp được thành lập với thị thực E2. Cách thứ tư là có một cái doanh nghiệp khác tuyển dụng. Đó là nếu một cái người họ hàng ruột thịt có thể sinh tại Mỹ thì người họ hàng đó có thể bảo lãnh nhà đầu tư xin thẻ xanh trong lúc nhà đầu tư vẫn tiếp tục duy trì doanh nghiệp E2 của mình. Trong trường hợp các thành viên trong gia đình nhà đầu tư đều không có thẻ xanh thì vợ chồng con cái của nhà đầu tư E2 có thể đi học và lấy cho mình một tấm bằng chuyên môn, sau đó được bảo lãnh bởi một công ty Mỹ và nhận được chứng chỉ lao động BRIM hoặc National Interest Waiver. Thay vào đó, một người con có thể cưới một công dân Mỹ để được bảo lãnh lấy thẻ xanh. Sau khi người con có thẻ xanh, họ có thể bảo lãnh nhà đầu tư E2. 5 là thành lập doanh nghiệp ngoài Mỹ.
Một người có thể thành lập một công ty đủ lớn ngoài Mỹ, sau đó làm việc ở vị trí quản lý ở công ty đó trong một năm, và sau đó quay trở lại Mỹ với vai trò là một cán bộ chuyển giao, sau đó có thể chuyển đổi sang EB1C để lấy thẻ xanh. Nếu người chủ sở hữu thị thực E2 không thể tự làm việc này, thì họ có thể xem xét việc nhờ vợ chồng của mình điều hành công ty ở nước ngoài, sau đó nhập cảnh vào Mỹ với thẻ xanh. Sau đó người vợ chồng đó có thể bảo lãnh người chủ sở hữu thị thực E2 cùng với hồ sơ sinh sự chứng nhân của mình. Lưu ý cho nhà đầu tư chuyển đổi E2 sang thẻ xanh. Thì để lấy thẻ xanh yêu cầu thêm một điều kiện mà visa E2 không yêu cầu. Đứng đầu trong số đó là yêu cầu về thời gian lưu trú tại Mỹ. Nếu doanh nghiệp mà bạn đăng ký thẻ xanh yêu cầu bạn làm việc bên ngoài lãnh thổ Mỹ, thì đây có thể là một rủi ro đối với thẻ xanh của bạn. Bởi vì khi cấp thẻ xanh cho một cá nhân, bộ di trú Mỹ sẽ muốn người đó dành nhiều thời gian sinh sống tại Mỹ và ổn định tại đây. Nếu không thì cá nhân đó sẽ có nguy cơ đánh mất thẻ xanh của mình. Một cái vấn đề khác cần lưu ý đó là khi một cá nhân có thẻ xanh tại Mỹ và tiếp tục sinh sống ở Mỹ cho đến khi thẻ xanh chính thức được cấp lại, được cấp, tại thời điểm thẻ xanh được cấp, họ thường phải rời khỏi Mỹ và nhập cảnh lại với thẻ xanh của mình. Còn nhiều lưu ý khác mà nhà đầu tư cần tham khảo thêm với luật sư riêng của mình. Tuy nhiên, nếu một người thực sự muốn trở thành thường trú nhân của Mỹ hơn là cư trú ở đó với visa tạm thời của mình, thì có 5 cách như trên để có thể xin thẻ xanh cho cả gia đình. Thì em vừa trình bày xong là 5 cái cách để mà chuyển đổi từ visa E2, nghĩa là visa doanh nhân, sang cái thẻ xanh. Nếu quý anh chị thấy những cái thông tin em chia sẻ là hữu ích, thì có thể like và subscribe cũng như là chia sẻ cái video của em để có thể đón xem những cái video mới nhất của em. Em xin chân thành cảm ơn và chúc quý anh chị một ngày thật nhiều vui vẻ.